Hoa hậu Việt xây được nhà sau khi đăng quang. Hồ Hèn Nhê, Tiểu Vy cùng bỏ hết tiền tiết kiệm về quê xây nhà cho ba mẹ. Khánh Vân kỷ niệm tuổi 28 với một cơ ngơi cho riêng mình. Nhưng vẫn chưa giỏi bằng Lona Kiều Loan, càng không đọ lại Lương Thủy Linh. Thi hoa hậu là một bước đệm cực tốt cho các mỹ nhân trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp cũng như hoạch định tương lai. Chẳng thế mà có rất nhiều hoa hậu đã tậu được nhà sang, xây được cơ ngơi khủng cho mình ở độ tuổi 20. Hồ Hèn Nhê từng bỏ ra 2,5 tỷ đồng để xây lại một ngôi nhà khang trang, rộng rãi trên nền ngôi nhà cũ của ba mẹ. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, không gian mở nhằm tối ưu diện tích sinh hoạt. Tiết lộ về cơ ngơi này, Hồ Hèn Nhê cho biết, người ta nói xây nhà có 2 xây 1, nhà hen thì có 1 xây 2, nên sau khi làm nhà xong trả nợ, mệt luôn. Dù không phải là đỉnh nhất, và cũng đến tận năm 28 tuổi, hen mới thực hiện được nhưng đây hoàn toàn là số tiền từ công sức làm việc nhiều năm của cô nàng nên vô cùng đáng trân trọng. Hoa hậu Tiểu Vy gặt hái được rất nhiều thành công và cũng cá kiếm tốt lắm, và việc đầu tiên nàng hậu này làm chính là tậu căn nhà mặt phố cho ba mẹ tại Quảng Nam. Cô không tiết lộ giá trị thực của căn nhà mà chỉ nói về nguyên nhân cho việc này mà thôi, gia đình là động lực giúp tôi chăm chỉ làm việc suốt 5 năm. Lần này, tôi về quê cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho bố mẹ. Tiểu Vy từng muốn gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nhưng bố mẹ cô từ chối vì quen nếp sống yên bình ở Hội An. Căn nhà phố của Tiểu Vy gồm 2 tầng, phía trước và tầng trên trồng thêm nhiều cây xanh thoáng mát. Ở tuổi 28, Khánh Vân cũng có một quyết định trọng đại trong đời, đó là ra ở riêng và tậu cho mình một căn nhà khang trang, hiện đại. Nhà của Khánh Vân có màu trắng làm chủ đạo, phong cách trang trí nội thất sang chảnh nhưng tạo được cảm giác ấm cúng. Khánh Vân cho biết, cô tự tay sắp xếp, thiết kế mọi thứ để phù hợp với sở thích riêng. Căn nhà của Khánh Vân có lắp đặt thang máy, hệ thống rèm và cửa phòng đều rất hiện đại. Cơ ngơi khủng vậy đấy, mà với Khánh Vân thì ngôi nhà này cũng nhỏ thôi. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cũng là nàng hậu rất giỏi. Ở tuổi 29, cô nàng rất vui mừng khi đời sống vật chất đã ngày càng tốt hơn, đặc biệt là Ngọc Châu đã có một căn nhà riêng của mình, căn nhà này được cô mua từ trước nhưng theo hình thức trả góp. Tới năm 2023 này thì cô đã hoàn thành trả góp xong xuôi nên cực kỳ vui mừng, thực ra nhà thì mình đã mua từ trước đó rồi nhưng mà mình vẫn trả nợ ngân hàng. Mình từng chia sẻ rằng hy vọng hết nhiệm kỳ sẽ tất toán được khoản này của ngân hàng, thì tới thời điểm hiện tại, mình đã có khả năng tất toán rồi. Đây là một tín hiệu mừng khi mình kết thúc nhiệm kỳ lần này. Miss World Việt Nam 2019 Lona Kiều Loan cũng vừa khoe cơ ngơi đồ sộ của riêng mình sau 4 năm đăng quang. Qua hình ảnh đăng lên, ai cũng thấy nhà của Kiều Loan rất rộng, thiết kế hiện đại, trang trí trong nhà cực sang, còn có cả hồ bơi riêng. Nhìn là biết giá trị không hề nhỏ rồi. Một năm trước đây, Kiều Loan cũng đã tậu được xế hộp 3 tỷ, vậy là nàng hậu xinh đẹp của chúng ta mới 23 tuổi nhưng nhà xe đã đủ, cuộc đời lên hương thực sự. Giỏi nhất trong tất cả thì chắc không ai qua được Lương Thùy Linh, bởi nàng hậu này đăng quang năm 19 tuổi thì tới năm 21 tuổi đã có trong tay căn hộ cao cấp sang xịn mịn cho riêng mình. Cô nàng từng chia sẻ, Linh đã mua ngôi nhà mà trước đây khi Linh nghĩ là trong mơ mới có. Thành quả vật chất lớn đầu tiên trong đời của Linh, trái ngọt Linh nhận được sau một quãng thời gian làm việc chăm chỉ. Mỗi ngày đi về Linh thấy vô cùng cảm xúc. Linh thích cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, bày biện. Và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đã có thể làm được trong chính ngôi nhà của mình.